Quý vị cho người trẻ của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn. Và chúng tôi hy vọng trong những cuộc biểu tình tiếp theo sẽ có nhiều người trẻ lên phát biểu ý tưởng. Tôi xin cảm ơn tất cả những người trẻ hiện diện trong ngày hôm nay. Mình chỉ biết bên cộng đồng của người Việt Nam mình không có thành lý đi không theo sao thành lý cả anh đi lên nét đường không anh? Chú từ đâu tới? Và xí nhà à, chú hôm nay tới đây để ủng hộ tổng thống Trump mình phải không? Thấy cái là trời ơi thấy thương không, cái nón Trump nè, chú có cảm nghĩ gì ngày hôm nay cho đồng yêu tự do? Nó trong viện với mất yêu và bén gì nào sao quê hương mình cũng như ông Trump ổng là người tự do mà đã bỏ hết doanh nghiệp tự do gia đình không lãnh lương. Dạ xin cảm ơn chú. Dạ xin lỗi, xin lỗi chú tên gì? Dạ con rất là cảm ơn chú. Dạ cảm ơn chú. Dạ four more years. Yes, four more years. Cho con hỏi hôm nay chú tới từ đâu và chú tới đây để làm gì ạ? À, con là anh Thư Giang Tỷ. Cảm ơn chú. À, nghe nói chú làm mấy cái banner ủng hộ tổng thống Trump phải không ạ? Đúng, cái này cộng đồng người Việt của nhau. Chú đã làm hôm nay dạ, quá trời đẹp luôn. Dạ, wow. Wow nè, chú làm những cái banner rất là đẹp. Dạ. Chị thấy cái hình đó. Dạ dạ, cảm ơn chú. Và chúng tôi đã hợp tác với Cross Country Caravan từ California. Dạ. Chú làm những cái banner rất là đẹp nha cả nhà. Thấy không? Đó, banner của mình nè. Đẹp quá trời đẹp luôn. Dạ con chào cô chú. Cô chú tới từ đâu và tên gì ạ? Dạ à, hôm nay cô chú tới đây để làm gì ạ? We Dạ, con rất là cảm ơn cô chú. Chúng ta ở khắp mọi nơi đang đến đây để ủng hộ ông Trump. Tại vì chúng tôi cũng ta nghĩ là ông Trump cũng một đồng đảng của chúng ta. Tư pháp, dạ. Mong là bạn hãy đi là bạn có sự như thế. Và hôm nay chúng ta ở đây
là tại vì chúng ta hôm qua là đang biểu tình, và không phải biểu tình mà rally ở White House rồi, trước tổng thống rồi. Hôm nay cộng đồng người Việt quốc gia khắp nơi tới đây ở đứng trước Supreme Court, là chúng ta người Việt muốn ủng hộ bà Amy, tại vì tổng thống Trump đã appoint, đã chọn bà làm. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. Của Supreme Court, bởi vậy chúng tôi cộng đồng ở đây ủng hộ bà, ủng hộ tổng thống Trump, tại vì như chúng tôi đã nói là bà Amy cũng một hướng với cộng đồng của chúng ta, bởi vậy chúng ta ủng hộ. Bây giờ chúng tôi hô hào, ok? Donald Trump, bà Amy, ok? Nếu mà mình nói bà Amy là Supreme Court, ok? Justice. Okay, bây giờ cho Quốc Anh nói tiếng Anh nhé, để cho mấy người Mỹ và bà Amy và tổng thống biết. Okay. Ladies and gentlemen, I'm a president of the Vietnamese community. I'm representing about 200,000 Vietnamese Americans. Freedom. Okay, come on. Thank you. So I'm representing 200,000 Vietnamese Americans live in Houston area with more than 60,000 for more year. Dạ, may ở bên Việt Nam chị. Dạ. 50. Một bộ. Dạ. Rồi gửi qua. Dạ, dạ. Today with the Mrs. Din, my friends in the Vietnamese community, but as individual, we are here to lead the 24 members from all the way from Houston, driving our vans, our three vans, to Biloxi, Mississippi, to Orlando, to Florida, to Atlanta, Georgia, to Ohio, Dayton, Ohio. We are here today to support President Trump. Yesterday we stopped by the White House to rally and support the President Trump. So today we are here in front of the Supreme Court to support Mrs. Amy. Chúng ta sẽ lấy quyết định của chúng ta.
khi chúng ta phải đầu tư tập trung vì Cộng sản. Nếu mà Cộng sản Việt Nam mất Trung Quốc thì Cộng sản Việt Nam sẽ là cả một đời. À, điều thứ hai rất là điều quan trọng, các bạn là người Công giáo hay Phật giáo thì quan điểm cái gì đây là tôi sống chung của chống phá thai, một là minh chứng cũ, minh chứng cũ còn phá thai từ thời kỳ cuối, vì vậy nếu đủ được hai cái điều quan trọng đó thì chúng ta suy nghĩ nội bộ phải xem những cái họ có quyền làm đây. Hey, come on, come your flag, man. Cab bar needs for a picture. Cab bar for a picture. Sure, sure, sure. To designate the Chinese Communist Party as a grand national. Wonderful. Here you go, honey. Thank you very much. I really appreciate it. You're welcome. You're welcome. Are very clear and convincing according to our representative, Mr. Scott Perry of Pennsylvania. So we would like you to support our resolution 849 for the Vietnamese community. Okay, thank you very much. Donald Trump! Donald Trump! Donald Trump! Donald Trump! Thank you. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Hải Hòa đại diện lớn nhất chủ tịch viên đại hải và hội đồng quản trị.